Rồi, điểm đến kế tiếp chính là vườn thú Singapore. Thì các bạn sẽ thấy từng bầy hồng hạc trên Nga bay lượn kiếm ăn ha. Có những chú kangaroo rất là dạn dĩ, có con chú voi như là xiếc. Cái này nó nằm ở phía bắc Singapore nha các bạn. Sở thú này chính là một trong những cái vườn thú đẹp, hoang sơ và đa dạng bậc nhất khu vực. Đây là một cái vườn thú mở, được thiết kế để các loài động vật có thể đi lang thang xung quanh trong một môi trường mở. Làm cho nơi đây chính là một cái ngôi nhà an toàn của chúng. Đến đây bạn sẽ được tận mắt ngắm những cái bầy hồng hạc, thiên nga bay lượn kiếm ăn, hay xiếc voi, xiếc thú. Đặc biệt ở đây có những con thú rất là dạn dĩ như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể sờ vào người nó cho nó ăn, như những con kangaroo nè. Ngoài ra có những chú đười ươi đu dây thoải mái trong chơi trong cái môi trường sống tự do của họ. Thank you.
Phần 6 chính là Garden by the Bay. Có hàng nghìn loại cây rất là quý giá ở trong cái khu vườn bên vịnh này ha. Đặc biệt có những cái siêu cây khổng lồ phát sáng vào ban đêm rất đẹp mắt. Ở đây này lưu giữ rất nhiều loại cây, hơn 100.000 loại cây rất là quý giá nha các bạn. Còn kế tiếp chính là phần Mariana Bay Sands. Đây là một cái khách sạn đắt nhất thế giới ha. Được thiết kế như một cái du thuyền nằm trên 3 tòa nhà chọc trời. Rất lạ, rất là đẹp. Nó là cái quần thể, cái công trình kiến trúc có 3 tòa tháp ha, cùng với một bảo tàng mang dáng dấp của bông sen đang nở rộ, và các sòng bạc ha, rất nhiều cái sòng bạc cực kỳ hiện đại, lớn nhất ở đất nước này. Nó trở thành một điểm đến hiện đại ở Singapore, tạo ấn tượng với khách du lịch. Từ cái khu vườn bên vịnh Garden by the Bay mình trình bày ở ngoài trên đó, có thể đi xuyên qua cái khách sạn này để xuống phía dưới khách sạn để đón taxi đi về. Và vì chỗ này rất là ít điểm đón taxi nên ở đây luôn luôn trong tình trạng rất là đông khách, nên các bạn phải xếp hàng và chờ đợi nha, khoảng nửa tiếng mới tới lượt mình đấy.